nhà tôi. Chị ơi, em mà làm sai gì thì chị bảo em. Chứ chị mà đuổi em, cả gia đình em là nương nhờ với em với chị ạ. Tôi không cần biết. Cô đi ngay ra khỏi nhà tôi. Đi. Ê, có gì em bình tĩnh từ từ nói. Sao em lại động tay động chân như vậy? Chuyện lúc sáng là sao vậy em? Vợ anh thì anh không bênh, anh lại đi bênh người ngoài rồi lớn tiếng với em. Anh có ý gì với nó? Ý gì là sao? Em đừng có nói bậy bạ. Em không có nói bậy bạ. Rõ ràng là em đuổi nó mà anh không cho. Anh sai rành rành ra đấy còn gì nữa. Em vô lý vừa vừa thôi. An là người mẹ gửi vô đây, đâu phải muốn đuổi là đuổi được. Em bớt nói chuyện tào lao đi. Từ khi nào mà em có cái thói quen bậy bạ gì hả? An, chị Mai đi công tác mấy ngày, em chú ý nấu cơm vừa đủ ăn thôi nha. Dạ, hồi sáng em có thấy chị Mai đi ra ngoài mà. À, tối hôm qua anh với chị Mai gây lộn à? À, không có gì đâu, nhớ lời anh dặn đó. Anh Thiện, ngay từ lần đầu gặp em đã thích anh rồi. Chị Mai chỉ mải mê công việc mà bỏ bê anh, lại còn hay kiếm chuyện gây sự vô lý với anh nữa. Chỉ có em là quan tâm với anh thôi. Thì ra đây là lý do mà Mai hay nổi nóng với em à? Thì em cũng nói điều đó cho chị Mai biết, nó là sự thật mà. Vậy mà chị ta sửng cổ lên đòi đuổi em. Anh Thiện, anh đừng quan tâm đến chị Mai nữa. Chị Mai, không có đâu. Sao mà An nó có ý với anh được? Anh luôn tin em sao? Anh luôn tin em mà. Nhưng mà An nó làm cho mình cũng đâu có ít. Thư thư mà nói vậy á, lỡ sai thì kỳ lắm. Được rồi, vậy anh còn muốn thử không? Anh Thiện, anh... Tôi đã để ý từ lúc cô vào đây có những cử chỉ khác lạ với chồng tôi. Nhưng tôi thương tình, do hoàn cảnh của cô và do mẹ tôi giới thiệu nên đối xử với cô như người nhà. Vậy mà... Vợ tôi nói nhưng mà tôi không tin. Ai ngờ. An à, yêu một người không sai, nhưng cố tình chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác là rất sai. Tôi sẽ nói với mẹ tôi chuyện này sau. Còn bây giờ cô ra khỏi nhà tôi đi. Tiền lương của cô tôi sẽ chuyển đủ, không thiếu một đồng nào hết. Cô yên tâm. Hình như lúc nãy có người nói không tin em. Thế mà tối qua thì nói anh luôn tin em mà. Đi vào đây quỳ gối. Ủa, hôm nay em không nấu cơm hả? À, em không có nói là anh ăn nên là em không nấu. Ủa, nhưng mọi lần em vẫn nấu mà. Thì mọi lần em có nấu nhưng mà anh không ăn nên bỏ đi phí lắm. Mà đợt gần đây anh cũng không đưa tiền trợ cho em mấy nên là em phải tiết kiệm chứ. Ủa Mai, đồ em cũng không giặt luôn. À, em quên mất. Mà anh cho vào máy giặt rồi bấm nút là được mà. Ủa em sao vậy Mai? Cơm em không nấu, đồ em không giặt, rốt cuộc em muốn cái gì đây? Trước giờ anh muốn em phải làm sao? Làm những gì người vợ phải làm? Là vợ hay là ô xin của anh? Anh đi ra ngoài làm, anh đã bao giờ nhớ là mình đã có vợ chưa anh? Em nói gì là sao?
đơn ly hôn em đã chuẩn bị sẵn rồi, anh chỉ việc ký thôi. Mai, Mai ơi Mai, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh một lần nữa Mai. Anh hứa sẽ không có vậy đâu Mai ơi, tha lỗi cho anh đi Mai. Ngay từ đầu anh đã biết đây là chuyện có lỗi, nhưng anh vẫn làm, thì cái câu xin lỗi không cần thiết. Đúng là khi cưới em về, anh có quyền được hưởng tất cả quyền lợi của người chồng, nhưng anh lại quên mất khái niệm một người chồng tốt là như thế nào.